đó. Ừ. Thương Không mẹ. sợ. Thấy mặt mẹ con xấu kỳ cục. Lúc đó thì phản ứng có làm sao? Em luôn em luôn. Bây giờ chị chạy trước tụi em chạy sau nha. Cách đây xa không chị? Cũng đây đó cũng xa chứ đâu gần không? Cái nhà này mà người ta cất cho chị đi hả chị? Chị quen rồi. Nhà ba mẹ cô chị ở đâu? Ba mẹ nhà kia, nhớ em đó. Giờ ông bà nằm dưới. Trưa nóng dữ không chị? Không nóng gì đâu. Bây giờ thì tụi mình vào nhà chị quen để tham quan căn nhà. Nhà thì nhà sàn, ở dưới này thì nước tù á. Nước tù, nước động. Mũi chết luôn á. Gái chị đó hả? Lớp 4 hả? Con tên gì? Con tên Vi. Trường có học gần đây không? Thường ngày con đi học là đi bằng gì Vi? Mẹ chở. Mẹ chở đi học rồi. Ngày con học mấy buổi? Hai buổi. Mẹ đều chở đi hết. Dạ. Con có tự đạp xe đạp đi được không? Được. Chị thờ thần Phật ở đó kìa. Bé nó tụng kinh luôn á. Con tụng kinh luôn hả? Ai chỉ con tụng? Mẹ năm. Mẹ gì bà chị vô cái này nè. Con ăn. Hồi đó chưa có cái nhà này rồi đi vô ngoài Sài Gòn làm á, lương tháng 2 triệu à. Thì bỏ gỡ cho chị dâu bả nuôi giùm rồi nó bả lấy giảng này nè rồi cho nó đọc, nó nhà nó đọc vậy đó. Con ăn chay hay ăn mặn? Con ăn mặn. Mà tại nó phải được giảng vậy đó. Hai mẹ con ngồi dưới này. Mình là đạo Phật hả chị hả? Đúng hả? Phong tham quan ở ngoài sau nhà chưa? Em tham quan rồi. Cô chị ngoài sau lưng này chỉ có một cái giường. Cái giường này nó mới nè. Ồ, còn có nhà vệ sinh nè. Nó có tự ti khi mà chị đưa đến trường nữa không? Ừ, không. Bé nó cũng mấy lắm nè, chợ. Nó ở nhà đi học đi, mẹ đi bán. Nó chở đi dưới rồi mấy bạn nhìn mẹ cười con chết. Cái nó này là không có đâu, ta cười kệ em ta đi, miễn sao con thương mẹ được rồi. Nói mẹ là mẹ của con mà. Giờ bạn con có ai chọc con là mẹ con bị khuôn mặt lạ không? Có. Mấy bạn chọc như thế nào? Mấy bạn nói sao? Nói mặt mẹ con xấu kỳ cục. Lúc đó thì phản ứng có làm sao? Em luôn. Em luôn. Mà con buồn không? Con có giận bạn không? Là mấy bạn thấy mẹ chở con tới trường á. Dạ. Yeah. Vậy sao con không ngại là con tự đi tới trường mà để mẹ chở chi? Có ngại không? Có không? Nói chung nghe rồi có không? Con đi đâu cũng muốn mọi mẹ mình đi theo hết trơn hả con Vi? Dạ. Yeah. Dạ. hôn lên cái phần đó. Dạ, con hôn có hôn mẹ không? Có. Ồ, đâu hôn cho chú coi xem ấy. Đó. Nó không sợ. Mới cái đầu thì nó cũng hỏi kỳ, nó nói ủa sao mẹ cái này có cái này. Rồi sau này từ từ mới nói với nó vậy đó. Giờ nó không có sợ. Ôi, cứ hôn lên má là hôn bên trái của chị đó hả? Ừ. Thương không? Ôi, thể hiện một cái tình cảm đông đầy luôn á. Hàng ngày thì con làm cái công việc gì để giúp mẹ Vi? Rửa chén. Rửa chén. Phụ hết à? Có quét nhà không? Ừ. Rồi sau này lớn lên mà con học giỏi đó thì con sẽ làm gì về để mà giúp mẹ? Làm gì? Kiếm tiền về nuôi mẹ. Con thích cái công việc gì nhất? Bác sĩ. Tại sao con lại thích làm bác sĩ? chưa nghĩ được nhưng mà muốn làm nghề bác sĩ thôi. Đúng không? Phải không? Phải.
Một điều nữa là khi mà chỉ người ta thì đôi khi có ba hoặc là có mẹ đưa đi học, riêng con thì chỉ có mẹ thôi, mà đặc biệt là mẹ làm bán vé số nữa. Thì khi mà con thấy người ta có ba với mẹ chở đi ăn á hoặc là đi học á, thì lúc đó có đầy đủ ba mẹ thì lúc đó con đi với mẹ thôi, con nghĩ sao? Nói chú đi. Thì sao? Nói chú nghe đi. Con có buồn không? Con buồn mà không có mấy bạn có ba chở đi rồi, con có mình mẹ chở đi con buồn không? Ba mất thì lúc bé chắc còn nhỏ lắm đúng không? Bé 5 tuổi. Lúc cảm nhận được tình cảm ba không ta? Nó thương dữ lắm. Cái ngày mà đó nó biểu ấy đồ thờ ba, nhưng mà đó thì tại vì không có lấy, chưa có đi lấy. Cái ngày mà anh mất á là cách đây bao nhiêu lâu rồi chị? Cũng đâu 6 năm rồi. Lúc đó thì Vi 5 tuổi. Thì lúc đó Vi có biết biểu hiện cái tình cảm gì chưa chị? Đó rồi cậu, rồi bác, rồi cô Tư, cô chồng á, vô chở đi dưới. Chở đi dưới đặng thải đồ đậu tang cho ba. Lúc đó chị nhà chị có để bé đôi mắt bé buồn gì không? Có, nó cũng qua buồn. Bây giờ con có nhớ ba mình, cũng nhớ mặt ba mình không Vi? Có. Có hả? Hình như có hình của ba đúng không ta? Không, hình của ông bà. Ông bà hả? Ông bà. Anh... Của ba nó thì cứ ở bên với chồng, với bên chồng mà bác bảy bác như này nó thôi. Còn mẹ chồng với ba chồng mất hết rồi. Thì bây giờ thì anh chung cất ở đâu chị? Hả? Anh cất ở dưới. Sao? Cũng xa. Ừ. Bình thường thì chị bán thì chị mới về ở với con. Trưa thì tranh thủ chạy về nấu cơm thôi. Có khi buổi trưa thì mình mua cơm gì cho nó ăn, có khi về cái bắt một cơm nên mới bán tiếp. Còn nếu mà số ít đó thì mới về, còn nếu số nhiều quá thì mình dám mình chạy đi bán cho nó hết rồi mình tranh thủ để về với nó. Có khi trời mưa thì cũng phải dán lội giờ với nó sợ sấm sét lắm. Mỗi lần sấm sét đỡ đầu nó la nó khóc à. À, con thì ở nhà suốt luôn hả Vi hả? Mẹ đi bán từ sáng đến chiều, Vi ở nhà chỉ có một mình thôi. Rồi chị sáng phải nấu cơm sớm à? Không có nấu cơm, đi mua cơm hộp á. Mua cơm hộp cho bé nó ăn. Những cái công việc mà nặng nhọc như là nhà mình nè, ví dụ như những xây sửa đồ lại đó, thì những lúc đó thì chị làm sao? Thì mình lấy đồng, lấy cha rồi. Sao vậy? Sụp không lúng ai không? Mình hả? Sụp lúng. Mình giá à. Đó, thấy không? Nhà không có người đàn ông đâu có làm được đâu. Đúng rồi, bây giờ em nè. Lụng dán lấy cái dán chè lợi đó. Hương Vy ghê phong, từ sáng đến chiều ở nhà suốt luôn à. Nhà đâu có truyền hình đâu. Đâu có đâu. Không có gì giải trí hết, nằm vậy thôi à. Chị, đúng rồi, chị thì không sợ Vy đói mà sợ Vy mắc mưa. Mưa hả? Mưa sắm. Sắm. Mưa sắm. Vừa hôm qua là mưa nổi hả, là thôi là cũng mới té mà dám cố gắng đi về với nó. Chứ mình đâu dám đọc mưa đâu. Trời mưa thì lỡ nó sợ rồi nãy kia nữa, không dám ở lại đọc mưa. Chị đội mưa về luôn? Đội mưa về luôn. Cuộc sống hai mẹ con nhìn hẩm hiu ha. Thật ra thì không, trong nhà mà không có đàn ông á thì căn nhà thấy nó lạnh lẽo lắm. Mà đặc biệt thì chị đi suốt luôn, còn Vi thì ở nhà suốt luôn mà không có một cái hình thức nào giải trí hết. Những đứa trẻ khác thì có thiết bị thông minh như điện thoại rồi tụi nó chơi, còn Vi thì không có. Không có truyền hình luôn nè. Ở nhà thấy cái thứ mà quý giá nhất là tủ quần áo á. Với lại được nó một có, cái... Nó có điện thoại. À. Điện thoại này mà lụm á, đi lụm rồi sửa lại cho nó. Trời. Cũng như mấy người đại gia trên ngựa cảnh á, rồi tao bỏ nguyên thùng rồi nè. Rồi thấy vậy nó nhà nó chán quá thì sửa lại cho nó. Sửa mấy trăm ngàn vậy đó. Xài được. Mình bán cái số thì mình nhính lại mình sửa cho nó. Hiện nay thì cái công việc của chị bán số thì mình đắp đổi ngày nào qua ngày đó hay là mình đã có tích góp được phần nào chứ gì? Làm ngày nào sao ngày nấy. Có khi thì ới thì có khi cũng hết này kia. Làm ngày nào sao ngày đó. Làm ngày nào đó. Sắp tới bé nó vào năm học nữa. Lo lắng sợ học phí rồi. Không, cái này nhìn từ thể ấy đồ tôi miễn cho mình. Tại có số nghèo. À. Chị hồ nghèo luôn ha. Hồ nghèo. Số hồ nghèo. Vậy được gạo rồi luôn. Đó. Vi thì đi học thầy cô thương con nhiều không Vi?
có khen con đâu, viết chữ đẹp không? Số nghèo, số nghèo của chị hai thành viên giờ chủ hộ và con thôi. Những chị quen. Chị quen. Bé đấy. Bé 21. Chị 85, sinh năm 85. 85 là năm nay là 35 tuổi. 36 tuổi. Lúc trước thì căn nhà của mình nó ọp ẹp lắm không chị? Hả? Lúc trước căn nhà của mình chưa từ thiện chưa cất á. Trước thì chị giao cho cái nhà bên kia nhưng mà nó bị sập rồi, rồi đâu có ở nữa đâu, rồi rồi mới đi Sài Gòn làm. Mình ở nhà chứ mình không có sợ gì làm sợ ấy, với lại mình lấy số nữa đâu có cho đâu, mình không quen biết nữa, rồi không có lấy số gì. Đi ngự đi Sài Gòn làm mỗi tháng là 2 triệu làm, rồi sau này rồi tao mới coi đó, rồi tao nói cho cái nhà, rồi nhà mới làm giấy mới cho. Tại sao con sợ trời mưa? Sợ tiếng lớn. Sợ tiếng lớn hả? Sợ sấm sét. Ừ. Sấm sét mà mẹ về không kịp thì lúc đó con làm sao? Cái nhà buồn kêu khóc. Hả? Con khóc hả? Ừ. Có khi nào mà mưa hết tàn đá mưa mà mẹ chưa về con khóc nhiều dữ lắm không? Có lần nào gần đây có lần nào mẹ mưa mà mẹ không về không? Có. Thì khi mà con khóc thì con có sợ, con có trùm mền lại không? Trùm mền lại luôn. Ồ. Thật là bất ngờ khi mà Bùi Hồ nghĩ rằng là cái quyển kinh này á là hàng ngày chị quen tụng, nhưng mà không, cái quyển kinh này là bé Vi con của chị hàng ngày tụng. Vi lại đây chú nói nghe ơi. Hàng ngày con tụng được mấy trang? Một trang là con đọc được 70 trang. Hả? 70 trang, con nghĩ cái ngày sau từ 70 trang đọc có 132. Đọc 70 trang luôn. Ồ, dữ hả? Con đọc 70 trang, bây giờ hiện nay con đọc đến đâu rồi? Có bài nào con thuộc rồi chưa? Chỗ nào đọc là nó cuốn lại chứ. Ờ, hay quá ta. Con đọc đến đây rồi đó hả? Đọc hàng ngày con tụng. Con tụng lúc mấy giờ Vi? 7 giờ con 7 giờ thì con tụng đến mấy giờ con nghỉ? 7 giờ con đọc tới 8 giờ. 7 giờ hoặc 8 giờ rưỡi. 8 rưỡi con nghỉ hả?